Xin chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại kênh của Thái Nhỏ. Thì lúc nãy Thái vừa đăng cái clip lên cái phiên bản VOS 2020 rất được nhiều người chờ đón. Bên cạnh có nhiều người rất thích và cũng một số ý, cũng như là có khách hàng gọi điện cho Thái cho rằng Thái ơi nên giới thiệu lại cái phiên bản VOS 2019, phiên bản mà không có đèn sương mù, phiên bản 2019 mà đã được Thái lắp đặt phụ kiện, trang bị như đầu DVD jack test, rồi bọc ghế lại, rồi dán phim, trải sàn, diện che mưa như thế nào, để cho mọi người cùng biết, để anh em nào có nhu cầu sẽ liên hệ. Thì giờ đây Thái làm cái clip quay nhanh cho mọi người để mọi người nhìn thấy những cái sản phẩm cuối cùng, những cái sản phẩm, những cái cơ hội cuối cùng để chúng ta nếu mà có tinh ý một chút xíu, chúng ta hiểu về công nghệ một chút xíu thì chúng ta lựa chọn 2019 hay 2020 nhé mọi người. Bây giờ hãy cùng đi theo Thái. Hello mọi người, Thái muốn ngồi tại đây để nhường cái ghế này lại để cho mọi người nhìn rõ hơn, có những ánh sáng để mình nhìn rõ hơn cái bộ ghế mà chiếc xe phiên bản 2019 đã được công ty Toyota An Thành bọc lại cho nó, cái bộ ghế da rất đẹp. Với cái tông màu nội thất của phiên bản 7 túi khí 2019 đã cái nội thất màu kem và sẽ được lợp lại với cái bộ ghế màu kem, thì cái xe của nó nhìn nó rất hài hòa và rất là đẹp. Như Thái đây thì đang nhìn ở đây thì rất là sạch sẽ, cũng như là nếu mà chúng ta thích cái form màu kem này thì vừa được trang bị đầu DVD Z-Test, vừa được trang bị lại bộ ghế da, vừa được tặng cho cái trải sàn Simili từ trước xe ra tới phía sau, được dán phim lại và che mưa, dán những cái mi che mưa, chén cửa, rồi những cái phụ kiện nhỏ nhỏ như là áo chùm, bao tay lái này kia đồ. Thì như vậy thì cái xe 2019 Thái nghĩ là nó đã quá mạnh, quá đủ để thu hút được mọi người chọn mua. Chúng ta hãy cân nhắc lại. Đây mọi người nhìn thấy không? Bộ ghế được bọc lại rất hài hòa với xe, và rất sạch sẽ. Phía sau đây thì được trang bị miếng dán nắp xăng, nhìn cho thiện cảm hơn, cũng như là chén cửa để bảo vệ ở bên trong hốc tay nắm cửa. Mi che mưa sẽ giúp cho chúng ta đi vào những cung đường có mưa phùn mà chúng ta cần lấy gió ngoài thì sẽ hỗ trợ được, hí được chút xíu gương để chúng ta lấy gió ngoài. Đấy. Dán phim cách nhiệt, phim của Toyota An Thành Fukushima dán cho Toyota Vios là loại phim tốt nhất được chuyên dùng dán cho những dòng xe cao cấp như Land Cruiser, Alfa, Land Rover, Camry, và đều được bảo hành 10 năm cho cái dòng phim Senasia tại Toyota An Thành Fukushima cung cấp, và tất cả đều là chung một loại phim, cho nên là phim này Thái khẳng định mọi người là phim tốt nhất của hãng rồi. Về cái dòng xe Vios này thì đại lý đang là khuyến mãi phụ kiện là khoảng 40 triệu, thì bao gồm như là ghế da, dán phim, chải sàn, mấy cái món linh tinh, che mưa, chắn cửa, coi như đầy đủ. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là cái màn hình Z-Tích Z500. Cái màn hình này thì được tích hợp rất nhiều app ứng dụng để phục vụ chúng ta, từ Bluetooth nè, rồi audio, và cùng với những ứng dụng khác như là bản đồ và những cái ứng dụng như là Việt Map X1 để chúng ta cảnh báo tốc độ cũng như là đoạn đường cua hay là như thế nào thì sẽ có bản đồ chỉ đường luôn. Cùng với đó là có cái màn hình này là hệ điều hành Android. Nó nếu mà chúng ta lấy cái phiên bản cũ này mà được Toyota An Thành Fukushima nâng cấp lên cái đầu này thì thật sự ra nó sẽ tuyệt vời hơn cái phiên bản 2020 hiện tại. Và cái đầu Z-Test này có tích hợp luôn là camera hành trình sẵn luôn cho chúng ta, để thấy mở camera hành trình cho mọi người xem. Đây thì cái camera hành trình được tích hợp luôn trong đầu DVD của chúng ta, rất tiện lợi. Cái đầu Z-Test này có hỗ trợ cho chúng ta nếu mà chúng ta gắn luôn những cái áp suất lốp, hay là chúng ta gắn những cái như là camera 360 sẽ hỗ trợ. Và đặc biệt
một cái nữa rất là tiện lợi cho mọi người nha. Cái tiện lợi nhất là Thái muốn nói cho chúng ta đây là có cái thiết bị khe SIM. Và để làm gì? Cái này là để cho chúng ta sẽ phát wifi. Wifi thì nếu mà chúng ta mua cái xe này mà chạy dịch vụ á, mà xe mà chúng ta chạy dịch vụ để chở hành khách mà có phát wifi như vậy thì nói chung là cái xe mà mình chạy mà dịch vụ có phát wifi cho mọi người dùng, cho khách hàng của chúng ta dùng thì cái xe quá đẳng cấp. Còn nếu mà chúng ta không chạy dịch vụ mà chúng ta mua về sử dụng gia đình thì có wifi như vậy thì ai sẽ là người hưởng thụ? Vợ con chúng ta sẽ là người được thoải mái lướt web trên xe, cùng với trải nghiệm có thể là mình nhiều cái tính năng khác trên cái đầu ZTEC này. Chúng ta có thể coi video YouTube và có thể lướt web được trên cái đầu này luôn nha mọi người. Cho nên là hôm nay Thái làm clip này nội dung là muốn giới thiệu mạnh cho chúng ta là cái sản phẩm Toyota Vios phiên bản 2019 sẽ được đại lý tặng đầu DVD, camera hành trình, camera gear cùng với một số phụ kiện khác để nâng cấp cho bằng cái phiên bản, thậm chí là hơn cái phiên bản 2020 để bán hết những cái số lượng xe còn lại thì chúng ta sẽ được và mất thôi. Nếu mà khách hàng mua xe 2019 thì chúng ta sẽ được tặng phụ kiện, tặng bảo hiểm và được giảm giá số tiền khuyến mãi lên đến gần 50 triệu đồng. Thì như vậy chúng ta hãy cân đo lại với số tiền chúng ta bỏ ra khoảng 520 mua cái xe Toyota Vios mới thì với cái xe Toyota 2019 chúng ta chỉ cần bỏ ra số tiền tầm khoảng 480 triệu là có thể sở hữu ngay cái phiên bản xe 2019 mà xe lăn bánh luôn nha mọi người. Thì cái giá này mọi người muốn biết rõ thì hãy liên hệ với Thái nhỏ để được giải thích, được giải đáp. Chúng ta không nên liên hệ với những người cùng bán hàng khác rồi quay qua hỏi Thái nhỏ giá đó là như thế nào. Thì thật sự ra thì cũng khó giải thích, tại vì mình làm cái giá là theo cái tâm, cái khả năng của mình, cũng như là cái cần cái doanh số. Cho nên là Thái sẽ bán hết những cái hoa hồng của Thái tặng cho mọi người. Cho nên khi mọi người hỏi Thái tại sao Thái làm cái giá như vậy thấp hơn mọi người thì cũng khó nói chuyện. Và đặc biệt tiết lộ với mọi người luôn là tại công ty Toyota An Thành Fukushima bán cùng một giá, kể cả em mới vô ngành cũng bán một cái giá như vậy thôi. Tuy nhiên là mỗi người bán hơn thua nhau là do cái số cũng như là cái hoa hồng để lại cho quý khách hàng. Thì nếu mà quý khách hàng mua ủng hộ chỉ tiêu doanh số cho Thái nhỏ thì Thái nhỏ sẽ tặng những cái phần đó lại cho khách hàng để mọi người đều được vui cả. Nếu có nhu cầu mua xe Vios 2019 những phiên bản còn lại cuối cùng tại Toyota An Thành Fukushima thì hãy nhanh tay gọi cho Thái nhỏ để được sự phục vụ và được giá tốt nhất. Xin cảm ơn.